Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng đã vô hiệu hóa quyền Bộ trưởng Bộ Công an, vì sao Tô Chủ tịch hết hy vọng? Theo giới quan sát, sau hội nghị trung ương chính, tổng trọng với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng đã mau chóng ổn định lại tình hình nội bộ. Kể từ đó, Bộ Công an cũng chấm dứt các chiến dịch bất bớ trên diện rộng đối với các lãnh đạo cấp cao và sân sau của họ. Thậm chí, vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh cũng bị gác lại. Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 30 tháng 5, truyền thông nhà nước đưa tin, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã quyết định đưa hai vụ án tại tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn vào diện theo dõi chỉ đạo. Đồng thời, thường trực Ban chỉ đạo ông Phan Đình Trạc đã chỉ thị trong năm 2024 xét xử 36 vụ án, 8 vụ việc đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 6 vụ án trọng điểm theo kế hoạch. Những điều này cho thấy các ban đảng của Tổng trọng đã lấy lại thế chủ động trong công cuộc chống tham nhũng. Trước đó do sơ xuất, các ban đảng đã để thế chủ động lọt vào tay Bộ trưởng Công an Tô Lâm và chính điều này đã gây ra sóng gió cung định. Được biết, ban chỉ đạo này được thành lập vào năm 2013, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đồn đốc, công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Theo đó, ban chỉ đạo có thẩm quyền, chỉ đạo duy nhất Ủy ban Kiểm tra, Trung ương, trong việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Còn việc điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng và tiêu cực được giao trách nhiệm cho Bộ Công an thực hiện trên cơ sở các quy định của Đảng, nhà nước và pháp luật. Theo giới phân tích, đây là một lỗ hổng lớn đã tạo điều kiện cho ông Tô Lâm và Bộ Công an lạm quyền và tiến tới lộng hành như đã xảy ra trong thời gian vừa qua. BBC Việt ngữ nhận định, đây có thể là phản ứng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng đấu đá trong nội bộ đảng đang ngày càng gây gắt trước giai đoạn chuẩn bị nhân sự cho đại hội 14. Trong bài viết Thanh Trừng Chính trị, vai trò giới hạn của Bộ Công an, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn đã đưa ra các bình luận và phân tích đáng chú ý, cho thấy tổng trọng và các cấp có thẩm quyền đã mau chóng sửa sai bằng cách cho sửa đổi những quy định cũ về ban chỉ đạo để chống sự lạm quyền của Bộ Công an trong công tác chống tham nhũng. Và đây là hình Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Theo tác giả, trong chiến dịch đốt lò suốt 10 năm qua, với độc quyền điều tra, Bộ Công an đã khống chế chiến dịch này. Người đứng đầu Bộ Công an, ông Tô Lâm, đương nhiên trở thành thế lực nắm quyền sinh sát trong đảng. Điều này được giáo sư Abuja đưa ra trong nhận định, Bộ trưởng Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để nuôi tham vọng chính trị cá nhân. Theo tác giả Nguyễn Anh Tuấn, trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam học theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cơ quan này đóng vai trò như một tiểu tổ lãnh đạo theo kiểu tập cận bình. Đó là một cơ chế mà lãnh đạo hạt nhân dùng để điều phối và chỉ đạo một loạt cơ quan đảng và chính quyền nhằm thực hiện công tác chống tham nhũng. Theo đó, tiểu tổ lãnh đạo giúp lãnh đạo hạt nhân vừa chỉ đạo được một loạt các cơ quan vừa khiến các cơ quan giám sát chéo lẫn nhau. Quan trọng nhất là không phụ thuộc vào riêng một cơ quan nào đối với những công tác quan trọng nhưng tiếc rằng ông Trọng cũng như lãnh đạo Việt Nam lại không thuộc bài. Trong công cụ đốt lò, thay vì chỉ phụ thuộc vào một cơ quan như Bộ Công an hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. Đến nay cũng bằng cơ chế ban chỉ đạo, Tổng Trọng vừa có thể điều phối hoạt động giữa các cơ quan, vừa để chúng giám sát lẫn nhau. Điều mà theo Nguyễn Anh Tuấn, ông Trọng vừa đạt được mục tiêu đốt lò mà không lo có anh thợ lò nào thành kiều binh quay lại chiếm đoạt cái lò của mình. Đó là lý do tồn tại của các tiểu tổ lãnh đạo. Và đây là hình ông Phan Đình Trạc, phó ban chỉ đạo. Tác giả cũng lưu ý, trong ban chỉ đạo của ông Trọng không chỉ có Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính mà còn có đại diện của nhiều cơ quan khác. Với 8 ủy viên bộ chính trị và vai trò trưởng ban nhân sự của tổng trọng, thật khó để nói rằng một mình ông Tô Lâm bất luận ở vị trí bộ trưởng công an hay chủ tịch nước có khả năng chi phối toàn bộ ban chỉ đạo. Tóm lại, trong mô hình ban chỉ đạo mới thì Bộ trưởng Công an chỉ là một thành viên, vì vậy không có khả năng chi phối chiến dịch đốt lò. Người chủ lò quyền uy thật sự và nắm quyền sinh sát các đồng chí trong tay vẫn là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy quyền sinh quyền sát của Bộ trưởng Công an hay bất kể là ai khi đã chính thức bị thu hồi và ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an sắp tới cũng chẳng giúp gì nhiều cho chủ tịch Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng đã vô hiệu hóa quyền Bộ trưởng Bộ Công an. Vì sao Tô Chủ tịch hết hy vọng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin từ cửa lò Nghệ An, lửa sẽ cháy lan dần đến những lãnh đạo cấp cao. Như tin rò rỉ mà Thời báo chấm đã đưa ngày 13 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, Doãn Tiến Dũng, cùng với trưởng phòng tài nguyên và môi trường Phan Công Đối, bị câu lưu để điều tra và báo trước trưởng phòng tư pháp Nguyễn Chí Nguyễn sẽ ra tay vào còng thì ngày 24 tháng 5, tức là 11 ngày sau, báo chí chính thống đã chính thức thông báo Doãn Tiến Dũng cùng Phan Công Đối và Nguyễn Chí Nguyện đã bị công an Nghệ An bắt tạm giam. Và đây là hình truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 24 tháng 5 xác nhận tin mà Thời báo chấm đã đưa trước đó vào ngày 13 tháng 5. Những con người này dù chỉ là lãnh đạo ở thị xã của một tỉnh nghèo, nhưng tài sản và lòng tham, sự hống hách ngạo mạn của họ là vô cùng lớn. Bởi vì họ là người nhà của những vương đình huệ, hồ đức Phước. Những tưởng các quan thầy và phe cánh quyền lực là vĩnh viễn, Bọn đàn em ở quê nhà này cứ lộc tận hưởng, không biết nghĩ đến những người dân nghèo. Không ngờ luật nhân quả sớm định đoạt, họ tra tay vào cổng khi chưa hết ngỡ ngàng. Hãy nhìn khuôn mặt kinh hoàng của họ khi lực lượng công an, viện kiểm soát đọc lệnh bắt, khám xét. Trong khi mới đó thôi, Nguyễn Chí Nguyện, đệ tử ruột của Hồ Đức Phớt, còn sai bảo quát nạt đám đàn em quen thuộc bao năm trên chiếu bạc hay bàn nhậu. Những phan công đối Hồ Quang Hải, Hoàng Năng Hiệp, thỉnh thoảng để bù đắp cho những ngoan ngoãn cung cúc chịu trận của đám đàn em nguyện chi tiêu quà cáp rất hào phóng từ cửa lò lửa sẽ cháy lan sang các ban quản lý dự án các sở ban ngành rồi sẽ đến những lãnh đạo cao nhất và đây là hình ba lãnh đạo cửa lò bị bắt chất dẫn lửa sẽ là các công ty thường xuyên trúng các gói thầu lớn của tỉnh như công ty tân nam của đại gia nguyễn trọng long một sân sau của vương đình mai đang thi công gói thầu mở rộng đường bình minh cửa lò đây là khách hàng hào phóng của Bí thư Thanh Quý, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung và đặc biệt là Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An. Mời quý vị đón xem phần tiếp theo sẽ nói về Hoàng Phú Hiền. Cũng cần nói thêm, sau chuyến đi Nghệ An của Tô Lâm cách đây không lâu, tình hình ở Nghệ An có vẻ yên lặng. Bí thư Thái Thanh Quý và Chủ tịch Nguyễn Đức Trung có vẻ như đã thoát nạn. Từ ngày 28 tháng 5, Chủ tịch Trung đi thăm và làm việc tại Trung Quốc. Trở lại với bản tin ngày 13 tháng 5, lúc đó thời báo chấm đã nêu vấn đề liệu Tô Lâm có cứu bí thư và chủ tịch Nghệ An hay không. Theo đó, chiều tối ngày 11 tháng 5, đoàn đại biểu đảng ủy công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu cùng Thượng tướng Lương Tâm Quang về Nghệ An giữ khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2024. Lãnh đạo Nghệ An đón đoàn rất long trọng vì đây là dịp đặc biệt. Và đây là hình Tô Lâm và hai lãnh đạo Nghệ An trong chuyến đi dự khai mạc lễ hội Làng Sang năm 2024. Cả Thái Thanh Quý và Nguyễn Đức Trung đã tranh thủ gặp riêng ông Tô Lâm tại khách sạn năm sao Mường Thành trên đường Quang Trung, thành phố Vinh, để thanh minh về những tin đồn gần đây, đồng thời thể hiện sự ủng hộ, trung thành tuyệt đối, lâu dài với ông Lâm. Đáp lại, ông Lâm cũng tế nhị, hứa hẹn xã giao và hướng câu chuyện sang mục đích chính của chuyến đi. Cả Thái Thanh Quý và Nguyễn Đức Trung đều đã nhận hối lộ với số tiền lớn của Phúc Sơn và Thuận An. Cả hai được hậu thuẫn bởi ông Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa và những quan chức Nghệ An khác ở Trung ương hiện nay. Thời gian gần đây, thị xã Cửa Lọ đang khẩn trương sát nhập vào thành phố Vinh. Quý đã tận dụng vơ vét những lô đất đắc địa nhất ở thị xã du lịch ven biển này. Quý và Trung cũng dành sự ủng hộ can thiệp tối đa cho Nguyễn Đức Chi, tức chủ tịch công ty Crystal Bay, để đầu tư về Cửa Lọ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin từ cửa lò Nghệ An, lửa sẽ cháy lan dần đến những lãnh đạo cấp cao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Châm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.